Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay em sẽ ăn cái món là thịt này nè, gọi là thịt gì quên tiêu rồi. Bokking gì đó. Và bây giờ em sẽ ướp cho mọi người. Trước tiên là em ướp một miếng dầu đi, dầu ăn nè. Khoảng 2 muỗng dầu ăn nha mọi người. 2 muỗng dầu ăn. Rồi. Một muỗng ớt ớt bột nữa, cái này là ớt bột Hàn Quốc mọi người, nó cũng có hậu cay đó mọi người. Các bạn thích ăn nhiều thì bỏ nhiều vô, còn mình thì mình làm theo thôi cho con trai mình ăn nữa. Và bỏ nửa muỗng bột ngọt nha các bạn, nửa muỗng nè, nửa muỗng bột ngọt nha. Rồi xong nha, tiếp đến là cho một hai muỗng dầu hào nữa các bạn. Hai muỗng dầu hào, 2 muỗng tương cà, rồi 2 muỗng mà 2 muỗng canh đó nha mọi người. Là con này là 1 muỗng cà phê và một dầu màu điều. Rồi con này là tương tương Hàn Quốc, tương Hàn Quốc nè mọi người, mình cho 1 muỗng này thôi, như vậy thôi đó. Rồi và bây giờ bắt đầu em sẽ trộn lên các bạn xem nè. Đó, bỏ đầy đủ vô ha, bắt đầu mình trộn lên cho nó thấm gia vị nha mọi người. Em có bỏ một trái bắp bắp vào cái này, một là các bạn nướng ha, bạn chiên ăn cũng ngon các bạn. Bỏ lên chảo chiên cái lửa rất riu 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 thôi. Bữa hai vợ chồng mình ăn cái món này, quay lại xong mình bấm video sao bấm lộn xóa mất tiêu rồi. Cho nên ngày hôm nay mình sẽ quay lại cho các bạn xem cái cách ướp của cái món này. Bữa mình làm ông xã mình khen ngon, ông nói ăn ngon lạ miệng. Dẫn à, mình muốn bắp bắp nó thấm gia vị mình bỏ vô mình trộn luôn. Không rồi các bạn, đẹp không? Bây giờ mình chờ nó thấm thôi, là chút xíu nữa là bắt bếp lên chiên ăn thôi. Ok, hello mọi người, bây giờ hai chị em mình bắt đầu ăn. Giờ nó chín ăn cái gì? Ủa chị không lấy nước hả? Tuổi lớn hơi lớn. Cái này để em làm một tiếng chao đi. Rồi các bạn ơi, mới làm thêm tiếng chao nữa các bạn. Ngon quá. Ăn đi, ăn đi. Này nó tắt luôn, không được. Chẳng thêm cái nữa tắt luôn. Ăn ăn không thử đi vô. Vừa ăn lắm. Có là đậu bắp thì chúng chào. Này để thật tính tí. Bắt bò gì
Để đất này. Thế. Ăn cái này nè, đúng cái kiểu mà thịt nước đại hàng đó chị Long. Vô tiệm đại hàng cũng làm cái gì. Ngon, hấp dẫn. Chấm nước miếng sau rồi. Bây giờ bóc bóc rau chín, bữa em với anh Dương cũng ăn bằng cái chảo này nè, ngon rồi không? Hôm nay mưa rồi không ăn được. Bây giờ nha chị em mình ra kiếm máu, kiếm máu nhân đạo. Cái thịt nướng à, không cần chấm gì đâu. Thịt nướng thì vừa ăn. Cái này vừa chiên cho nó thơm lên là ăn được hả? Dạ. Ăn bắp thử á. Nó chín rồi. Tao nhìn nó giống không chín gì chị. Mà giống tươi á. Thử đi. Nó xong rồi mà. Em thấy nó chín. Em dòm nó hộp này, cái hộp đó, cái hộp này nó trong mà. Thử rồi. Em hộp hả? Em thấy hộp bóc ha. Hộp bóc nó trong. Bóc các bạn. Đúng kiểu nước đại hàng luôn á. Đó, tắt luôn rồi. Mở ra đi. Cái này chị nghĩ chính rồi. Nè. Ăn trời mưa ăn gì ngon vậy đó ha. Ôi mưa, ở ngoài đang trời mưa các bạn. Lạnh lạnh. Trong nhà ăn đồ chiên. Cái này là áp chảo. Chứ đâu có chiên. Ha. Thì đồ áp chảo. Lấy cái đũa đó, có thịt sống. Để nãy chị lấy. Nãy giờ chị ăn cái bê nĩa là đặng chị để đũa chị làm á. Nó thịt sống mà thọt đũa vô người ta ăn. Em là khoái, nó bắt chấm chấm cao lắm. Gu của nó nè. Con. Cái này thầy mở đi. Để cho mở nó ra bớt. Ngày do giấm ốc khỉ. Bỏ ốc chưa? Đó dính. Bà bữa em làm món này thì chưa có ăn. Thế nên bữa nay em muốn làm gì chị ăn. Đủ đó không biết ông thấy ai ăn đồ đi đô tù đi tô gì ngoài này
Anh dặn chị mua cho ổng. Cái gì? Chị à, tiếp à. Tiếp của anh Phi. Hết xài luôn. Mấy cái muỗng này không sao. Muỗng này nha. Cắt tầm 2. Cái mình dở dễ trái bờ cho chị Lộc cắt ra để mình ắt cái này xuống nè, làm hai xà lách son ngon hả chị Lộc ha. Hôm qua em đi chợ á, bao nhiêu giờ em mua? Mấy giờ lúc lúc vậy thôi. Thôi để chín quá không mà. Thấy ngon quá. Mua hai bò. Tính về nấu ăn thịt bò á. Mà qua này chưa nấu. Này lò gan luôn. Em mua con mực bự này không? Mày ngang bự con mực tôi bữa đó. Con mực gì đó. Bữa nào em giờ chị ở nhà hai chị mình làm cái món mực phải gọi chắc mực trưng quá hả? Trưng cho nó nguyên con. Chưa biết. Thơm á. Để với cái miếng đó là thơm á. Ừ. Cái này em không có ướp đường. Mà chỉ biết nó bị gì ghét không. Đó. Ở trong cái tương cà của đại hàng hay gì đâu. Trong đó là chắc chắn nó có mật ong nha. Trong đó nó có mật ong với đường với cái gà, cái tomato của mình á, tương gà đó, tương gà với cá hủ, tương gà tương của để hàng luôn, hai đó luôn. Ghiền ăn đúng cả hát quá. Vô tiệm mấy cái dĩa gì không? Bốn miếng gì là dĩa? Bốn miếng ăn thịt gì là dĩa? Rồi rau, rau một dĩa, rau bắp một dĩa. Mỗi cái nó tính dĩa riêng. Mà chị thấy giá nó rẻ nha. Nhưng mà họ chưa kêu ra họ nhiều lắm. Kêu ra họ là một nồi, ví dụ như cái rau bắp 15 ngàn dĩa đi, 10 ngàn dĩa. Thịt heo này 50-60 ngàn dĩa. Còn họ dây gọng nó hết trơn luôn, cả trăm mấy 200 ngàn một nồi. Mà nó không có đâu vậy đâu vậy. Còn nếu mình mua đầy đủ luôn, nhiều khi 200-300 ngàn một nồi luôn. Nó vậy á, để hàng á.
chín nè, để coi cho nó ta chảy mỡ ra. Bà công nhận bắp ngon. Ngon hay vậy hả? Nãy bữa con trái rồi. Đây mà. Bắp nào có vàng lắm. Cái lọc bắp vàng là mình làm cái đó, nó vàng hơn à. Ăn cơm nữa không? Đi qua đây. Không, Nguyễn. Quá đã thôi. Bữa nay lại còn cái màng có cái màng đai ít cốt nữa. Mỗi lần là ổng uống cái nước khác à. Bây giờ tự nhiên ra có đai ít cốt, ổng ra ít cốt ở trong nữa. À, ý là order cái loại đó hả? Ừ. To quá. Ai có con lửa à? À, vậy mình no rồi. Văn văn đó nha, nhân chết không. Nãy giờ chị văn biết bao nhiêu ăn biết không? Giờ bữa ăn cơ gục kịp chị à. Ớn luôn. Ừ. Thì không có mập thì nó cứ lựa đúng ngay cái bụng nó mập. Ừ. Cái bụng nó dễ lên nữa không? Hả? Em muốn chiên nữa không? Mày chiên cho hết anh dẹp chảo luôn. À, chiên hết đã. Chiên hết dẹp chảo luôn nha. À. Tại cái này ba rọi nó cũng không khô đâu. Đậu bắp thì chiên không kịp mình ăn hả? À. Em mê đậu bắp không? Cho nên chiên ra như không giữ hết nhiêu. Còn dưới này nè. Ừ. Nó đang trốn dưới. Chiên thêm mẹ cuối cùng nó nghỉ bạn ơi. Ha. À. Hấp dẫn à. Ok, bây giờ mình đã kết thúc video tại đây nha. Cảm ơn các bạn. Mọi người đã theo dõi video của mình ngày hôm nay. Bye bye, hẹn gặp lại. Bye.